Ngọc. Anh Hải, sao anh lại ở đây ạ? Ai đây em? Anh lên xe trước đi, đợi em nhé. Ngọc, em nói đi, tại sao lại như vậy? Anh Hải, chuyện này thực ra là em muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng mà em không biết phải mở lời như thế nào cả. Anh ta giàu lắm phải không? Anh ấy hiện đang làm giám đốc một công ty nhỏ. Anh hiểu rồi. Anh Hải, em xin lỗi anh, cũng tại vì em quá nghèo, công việc thì không có, học hành cũng không, gia đình em thì lại rất khó khăn. Em lấy anh, chúng ta càng nghèo khổ hơn mà thôi. Anh Nam, anh đấy là cơ hội tốt để em thay đổi số phận. Em mong anh hiểu cho em ạ. Không phải lỗi tại em đâu, lỗi là do anh bất tài mà thôi. Sao vậy? Người quen của em à? Anh ấy là người yêu của em. Chỉ là thằng xe ôm thôi mà, em vương vấn làm gì? Anh ấy trước giờ rất tốt với em. Em bỏ anh ấy để theo anh là lỗi của em. Em mong anh tôn trọng anh ấy. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Mình đi về thôi. Vì người yêu mày được phết đây, thế mà cứ giấu mãi. Tao có muốn giấu đâu, thế nhưng mà gần đây Ngọc mới cho tao công khai đấy chứ. Em xin lỗi ạ. Lỗi làm cái gì? Em đẹp nên là được tha thứ. Kìa, vợ tao đấy. Thì tao khen vợ mày đẹp chứ cứ nói gì đâu. Mày cứ liệu hồn đấy, vớ vẩn là tao nghỉ chơi với mày. Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, mày lại nghĩ tao như thế à? Thôi bỏ đi, chuyện làm ăn của tao với mày đến đâu rồi? Lô hàng này tao bao tất rồi. Đã thống nhất là hai đứa làm chung, sao giờ mày lại chơi một mình là nào? Thì tại lâu rồi tao không thấy mày nói gì. Chuyến hàng này từ biên giới về, mày cũng thấy rồi đấy, tương đối là mạo hiểm. Tao không muốn mang tiếng là lôi kéo bạn bè. Mày câm đi, chẳng qua là mày thấy ngon nên muốn đớp một mình đúng không? Này, nếu mày đã nói thế, tí tao chuyển cho mày một nửa số hàng, rồi chuyển tiền cho tao. Chuyển luôn à? Ok, thế mày nghĩ số hàng đấy tao điên trộm ra à? Này, làm như vậy có bị coi là phạm pháp không? Giờ làm ăn thẳng tưng, chỉ có chết đói thôi. Hơn nữa tao mày lách có tí thuế, có gì đâu mà phải sợ. Mày cứ nói thế, công ty tao mới thành lập, nếu đúng như lời mày nói thì một nửa số hàng đó tao đã phải dốc hết vốn rồi. Tùy mày, tao không ép. Em nghĩ sao? Em thì em cũng không biết gì về chuyện làm ăn của các anh, nhưng nếu mà phạm pháp thì mình thôi anh ạ. Mấy cái đứa con gái đái hôm qua ngọn cỏ thì biết cái gì, hỏi làm chi cho nó mất công. Thôi được rồi, tao liều với mày. Ok, thế thì chuyển tiền cho tao ấy. Để tao về thu xếp. Mày ngồi đi. Đến chơi với tao là quý lắm rồi, quả cáp làm cái gì? Quả gì đâu, tại lô hàng sắp về, tao kiếm chai rượu quả uống mày mà. Thế cũng được, lâu lắm rồi tao với mày cũng chưa ngồi nhậu với nhau. À, mà Ngọc nhà mày đâu? Cô ấy hơi mệt, đang ngủ trên tầng, thôi đừng gọi làm gì. Tưởng khỏe, gọi xuống uống cùng cho vui. Vợ tao có biết uống đâu mà. Thế thôi, tao mày uống. Ai mà lại gõ cửa thế nhở? Anh Nam à? Là anh đây. Ngạc nhiên không? Anh đến khi nào vậy ạ? Anh Nam đâu anh? Anh đến lâu rồi, tại em không xuống dưới nhà nên em không biết đấy chứ. Vậy anh Nam đâu ạ? Thằng Nam nó say, nó nằm một đống dưới nhà. Anh Tài, anh làm cái gì vậy? Bỏ anh ra. Làm gì thì em biết mà. Anh Tài,
Anh đừng có mà vớ vẩn. Anh là bạn của anh Nam đấy. Bạn Nam à? Bạn bè thì dùng chung vợ thì có sao? Anh đúng là đồ khốn nạn. Tránh ra. Vâng ra. Vâng ra. Em mà hung hăng nữa thì đừng có trách anh. Kêu tôi với. Có ai không? Vâng tôi ra. Con khốn này. Mày cầm hồn. Không. Thả tôi ra. Tao nói nhẹ nhàng mà không nghe thì mày đừng có trách. Anh Tài, em xin anh đấy. Anh với anh Nam là bạn. Anh tha cho em đi được không? Tha cái gì? Có mất cái quái gì đâu mà tha. Làm im đi. Lại này. Mày kêu đã nhẹ nhàng với mày mà còn không nghe à? Cất cái ánh mắt đi đi. Tôi điều tra về cô kỹ rồi. Cô chỉ là một con bán hàng rong. Lấy thằng Nam chẳng phải để đổi đời à? Giờ nói ra là mất tất cả ấy. Cần nhắc cho nó kỹ. Tôi giết đây. Tôi giết đây. Cô cầm mồm. Cô có mất cái gì đâu mà hung hăng. Cẩn thận tôi bóp chết cổ ấy. Đã uống mấy cốc rượu đau hết đầu à, sao lại ngồi đấy? Thằng Tài đâu? Ôi giời, em làm vợ cái kiểu gì đấy? Anh ngủ đây say mấy tiếng rồi không dìu anh lên phòng à, mặt em làm sao này? Lắc đầu là thế nào? Em bị nuốt phải lưỡi rồi à? Em không cẩn thận nên bị ngã thôi, không sao đâu ạ. Vì vợ với con vụng vẻ không để đâu cho hết. Mà thằng Tài nó về lâu chưa? Nó có trách móc gì anh không? Thôi vợ giúp anh dọn dẹp chỗ này đi nhá. Anh đi tắm ngay cho nó tỉnh rượu. Cái gì? Mày vừa nói gì cơ? Mặt trắng rồi. Thằng chó này. Đây là tất cả vốn liếng của tao đấy. Mày điên nó vừa ấy. Tao còn mất nhiều hơn mày ý kìa. Hung hăng cái gì? Nhưng vốn của mày lớn. Còn tao phải thế chấp cả nhà mày có biết không? Mày im mồm đi. Mày tưởng tao mất có từng đấy á? Tao dồn mấy tỷ vào chuyến sau cũng mất tất rồi ý kìa. Sao tao lại nghe lời mày cứ chứ ngu quá. Tao có ép mày đâu. Đấy là mày một mực muốn tham gia. Với chẳng qua là đen thôi. Nếu mà không bị bắt cái chuyến hàng đấy ấy, về đến công ty mày mà phân phối cả năm thì lúc ấy mày có trách gì tao không? Đấy chỉ là mày tính thôi. Còn sự thật thì mất trắng rồi thằng ngu ạ. Mày bình tĩnh xem nào. Làm ăn thì có lúc nọ lúc kia. Trách em sao được? Tao trắng tay rồi. Nhà thì cắm ngân hàng. Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được? Mày như thế thì nói chuyện cái mẹ gì. Đợi khi nào mày bình tĩnh, tao sẽ tìm mày nói chuyện. Mày đi đâu ấy? Đứng lại. Lâu không gặp, anh vẫn khỏe chưa? Mày đến đây làm gì? Em đến thăm vợ thôi. Vợ nào của mày? Nó là đào của tao ấy. Em xin lỗi, em nói nhầm. Bớt nói nhảm. Đến tìm nó có việc gì? Em chỉ hỏi thăm thôi ạ. Tao tin mày mới lạ đấy. Ok anh. Anh đợi tí. Em cảm ơn anh. Đâu
Lâu nay em có khỏe không? Anh tìm tôi có chuyện gì? Công ty của anh phá sản rồi. Tôi và anh không có quan hệ gì cả. Anh phá sản hay như nào cũng không liên quan đến tôi. Em nói gì vô tình vậy? Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng mà. Anh nói thế mà không đến ngượng mồm à? Anh thấy có thằng đàn ông nào khốn nạn đến mức tự tay bán vợ mình của động gái bao giờ chưa? Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Em cũng biết rồi làm gì. Hoàn cảnh? Vậy sao lúc có tiền anh không chuộc tôi ra? Anh cũng định chuộc, thế nhưng mà tai họa lại ập đến anh nhanh quá. Thôi đi, tôi không còn là con bé ngây thơ năm xưa cho anh lừa nữa đâu. Anh cút về đi. Phương Anh, nghe nói em đặt ở Đông Khách chắc cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Em có thể giúp anh một lần này được không? Giúp à? Tôi không muốn gặp anh ta nữa. Lần sau anh ta mà đến, đừng có bảo tôi mất công. Tao biết rồi. Mày, lượn. Anh Phú, anh có tiền, cho em vay ít. Em có em hứa em sẽ trả anh. Vợ mày còn bán, tao lấy gì tin mày? Lượn. Nhanh. Mày đến rồi à? Tìm tao có việc gì không? Nói gì nói đi, mất thì cũng mất rồi, tao trách mày làm gì nữa. Mày có định làm lại không? Có cái nhà cắm ngân hàng rồi, lấy tiền đâu ra mà làm lại. Nói nhanh. Mày sao đấy? Thằng chó, sao mày đánh tao? Mày có biết Ngọc là vợ tao không mà mày nói thế? Hả? Một con đàn bà thôi mà. Mày làm gì mà căng? Tao không làm thế được. Mày quên chuyện này đi. Mày ngu như con lừa ấy. Tao nói cho cái mặt mày biết, con vợ mày nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Ý mày là gì? Tao ngủ với nó rồi. Mày vừa nói cái gì? Tao ngủ với vợ mày rồi. Nó cũng được phết đấy. Thằng chó này, tao giết mày. Thằng chó, mày định đánh chết tao à? Tao phải giết chết mày. Chó, mày là thằng khốn nạn. Mày có biết Phương Anh nhà tao đi đâu không? Đi đâu tao không quan tâm. Tao bán nó vào động gái đấy. Mày vừa nói cái gì cơ? Các cụ đã nói rồi, anh em như thể tay chân, vợ như đống quần áo. Tay chân thì khó chặt, mà quần áo có tiền thì mua được bộ mới. Tao với mày là anh em, làm gì mà mày phải hung hăng lên thế? Mày anh em cái kiểu gì mà làm tao trắng tay? Tao cũng muốn giúp mày, nhưng đen thì phải chịu thôi. Mày nhìn xem, tao giờ khác gì mày không? Nhưng mày còn khốn nạn ngủ với vợ tao. Mày hỏi nó ấy, đừng hỏi tao. Nó không muốn thì tao ngủ được à? Mà bây giờ tốt nhất là kiếm tiền làm lại đi, không thì ra đường mà ăn xin đấy. Đằng nào con vợ mày cũng có vết dơ rồi, đem nó đến chỗ ông Phú, kiếm ít tiền mà làm lại. Đợi khi có tiền, muốn kiếm bao nhiêu đứa như nó mà chả được. Anh về rồi à? Khi nãy có mấy người xã hội đen đến đây tìm anh, em sợ quá. Em ngủ với thằng Tài rồi đúng không? Anh, sao anh lại biết chuyện đó ạ? Em bình tĩnh, anh không trách em đâu. Em xin lỗi anh. Em thực sự cũng không định giấu anh đâu. Với lại em với anh Tài không có gì với nhau cả. Là anh ấy cũng bức em. Ban đầu em cũng định nói với anh rồi, nhưng mà em sợ. Anh hiểu. Anh không trách em à? Giờ anh trắng tay rồi, lấy tư cách gì để trách móc em nữa?
Anh bình tĩnh đã. Cùng lắm thì chúng ta đi thuê nhà, rồi tìm việc khác làm. Anh yên tâm đi, em không ngại khó ngại khổ đâu. Làm việc gì? Lao động tay chân à? Anh xin lỗi, anh là thằng chồng bất tài. Không phải như vậy đâu, là do anh đen thôi. Anh đừng tự trách mình như thế nữa. Anh sao vậy? Thật ra anh đang có một cơ hội để tạo dựng lại cơ nghiệp. Chỉ cần em giúp anh một tay là được. Thật á? Anh cứ nói đi, nếu như mà làm được, nhất định em sẽ làm. Hay là thôi đi, anh sợ em không làm được đâu. Anh Nam, anh cứ nói đi ạ. Công việc cho dù khó hay là khổ đến mấy, em cũng làm được để giúp anh mà. Em hứa đấy. Em sao vậy? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh bảo là em đi làm gái á? Tạm thời thôi, anh sẽ làm được. Có tiền anh sẽ chuộc em ra. Không, em không làm được cái nghề đó đâu. Anh hiểu rồi, em không làm thì thôi, anh cũng không ép. Cùng lắm anh đi bán nội tạng lấy tiền làm lại từ đầu vậy. Anh Nam, anh mà làm như thế khác nào anh đi tự sát chứ. Biết sao được, anh không muốn để em theo anh mà phải khổ. Em chào chị ạ. Hàng mới à? Vợ thằng Nam đúng không? Sao chị biết ạ? Mày biết tao là ai không? Tao là vợ thằng Tài đấy. Sao? Hiểu ra chuyện gì chưa? Chị, tại sao chị lại ở đây ạ? Không lẽ chị cũng bị anh Tài... Đúng vậy. Nó bảo tao ở trong này, yên tâm đợi nó. Đợi nó có tiền rồi chuộc tao ra. Tao cũng đợi được mấy năm rồi đấy. Không, không phải như vậy đâu ạ. Đấy là anh Tài thôi. Chứ còn anh Nam, anh ấy thật thà lắm. Nhất định là anh ấy sẽ chuộc em ra ạ. Mày cũng ngu y như tao năm xưa vậy. Đời mà cũng là chán thật đấy. Thôi, chịu khó làm ở đây, dồn tiền rồi tự chuộc mình. Mày quên thằng khốn nạn kia đi, chúng nó một ruột với nhau cả đấy. Không hy vọng được gì đâu. Không, không phải như thế đâu ạ. Không phải như thế đúng không chị? Khóc lóc cái gì? Ngu thì phải chịu. Mày có khóc đến chết cũng chả ai quan tâm đâu.